Tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thị xã Phú Mỹ, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức lễ phát động Tháng Công dân năm 2022. Ông Huỳnh Văn Danh, trưởng Ban dân vận tỉnh ủy, đại diện Ban tuyên giáo tỉnh ủy và hơn 200 công nhân viên chức lao động đã dự lễ phát động. Tháng Công nhân năm 2022 có chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn thích ứng, diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 31 tháng 5, gắn với các hoạt động tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. Trong tháng công nhân, các cấp công đoàn sẽ tuyên truyền về tinh thần vượt khó, sự chia sẻ, đồng hành với doanh nghiệp trong đại dịch COVID-19, thăm hỏi, tặng quà, trao máy ấm công đoàn, trao túi an sinh công đoàn cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, kết nối tạo cơ hội việc làm, học nghề cho công nhân viên chức lao động, ký kết thỏa ước lao động tập thể với các điều khoản có lợi cho người lao động, tổ chức thi tay nghề, thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao, gặp mặt đối thoại giữa chính quyền doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân viên chức lao động, biểu dương công nhân tiêu biểu, phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh còn vận động các doanh nghiệp chăm lo đời sống vật chất cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá khoảng 500 triệu đồng. Tại lễ phát động tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao tượng trưng 60 suất quà, động viên đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.